thi thoảng thi thoảng ngoài giờ mình lên mình hát bài. Em nhưng mà em từ bé đến giờ kể cả đi hát chưa bao giờ cầm một cái mic hát. Vừa nãy tao có bảo hát mà mọi người cứ hỏi tao hát nghiệm toàn cái bài của Nam thì bố tao hát được. Rồi thì mai Lan hát cho mọi người xem nhá. Mai hát. Rồi chào mọi người đang xem, chào tất cả mọi người nhá. Nào anh em vào đây xem em nói chuyện nhá. Rồi đã 5 người đang xem rồi, 9 người rồi. Rồi chào anh Nhìn Đời Lẹ Rơi nhá. Nhìn anh mà em buồn luôn đấy. Rồi anh em ơi, anh em, những anh em nào mà đã được gọi điện mà em xin nhắc lại, những anh em nào mà đã để lại số điện thoại mà không nghe máy nhá, thì anh em nhớ là nhìn thấy cuộc gọi nhớ thì anh em nháy máy lại cho bên em gọi lại nhá, chớ đừng có mà đặt hàng xong rồi gọi điện lại không nghe nhá. Rồi quà Nguyễn Minh Chiến avatar anh đổi rồi đúng không, em nhìn avatar anh khác đấy, đừng để em nhìn nhầm avatar mà em không tặng quà đâu anh nhá. Rồi chào anh Dơ, chào anh Hòa Tô, chào anh Thanh Lương. Chưa được ăn cơm đâu. Mặt sao nhiều mụn thế anh ạ? Thôi kệ, em không có người yêu, không quan tâm đến mụn là gì đấy. Em không có người yêu, không quan tâm. Sao chưa gọi anh ạ? Anh Quang Dương ơi, chắc chắn là bên em có gọi rồi. Cái kìa em nhìn thấy ở kia tàn nốt là không nghe máy thôi. Khổ quá cơ, các ông cứ có ý định đặt hàng thì để lại số điện thoại thì phải nghe máy cho em chứ. Rồi, lúc nào cũng nhạc. Chào anh Bình Thanh, chào anh Võ Văn Thuận. Anh vẫn bình thường mà. Em nhìn cái avatar của anh khác ấy. Để em tìm xem lại nào, sáng anh ghi tên là gì nhá. Không mà nhầm là gửi. Hình như anh thay đổi avatar rồi sao ấy. Giờ chưa được ăn cơm đâu. Nguyễn Minh Chiến thì cái gì ạ? Sáng em ghi to lắm. Em ghi tên của người trúng thưởng ở đây to lắm. Tiếp tục nào, ai chia sẻ em lại tặng quà tiếp nhá. Chia sẻ lên trên trang cá nhân nào, chia sẻ cho em. Chia sẻ lên trên các hội nhóm cho em, trang cá nhân em lại tặng quà tiếp cho mọi người nhá. Để em xem cái anh trúng thưởng Nguyễn Minh Chiến, có phải Nguyễn Minh Chiến không? Có phải Nguyễn Minh Chiến nào? Xem đây không ạ? Anh là người trúng thưởng nhá. Ai là Nguyễn Minh Chiến ạ? 157 người đang xem. Anh lấy còi ngân hay còi hú anh ơi? Nhưng mà hôm nay là cái người lên đơn trúng thưởng, người ấy về rồi thì phải sáng mai mới lên được đơn trúng thưởng cho anh nhá. Em nốt vào đây thôi, em chỉ nốt vào đây thôi. Có đúng không anh không? Anh chia sẻ rồi mà. Thế nhưng mà anh được tặng quà rồi mà. Nào mọi người ơi, tiếp tục ai muốn tặng quà nữa không ạ? Chia sẻ lên trên các nhóm chợ cho em. Tiếp tục chia sẻ lên trên các nhóm chợ cho em tặng quà cho mọi người. Đúng phải ạ. Thế sáng mai nhá, sáng mai em livestream anh vào anh comment cho em nhá. Chứ bây giờ cái người tặng quà thì người ta về mất. À cái người lên đơn tặng quà, người ta về rồi, sáng mai người ta sẽ gọi cho anh. Sáng mai em mới lấy số chứ bây giờ chẳng lấy số làm gì. Bây giờ lấy xong rồi tí nữa mai người ta không biết, nhân viên nó không biết nó hủy đi đấy. Thì phải chính tay cái anh ấy tặng quà cơ. Anh đã nhận được đâu à? Thì anh ơi cứ phải từ từ, mới lên đơn cho anh hôm qua mà đã rồi nhận được luôn. Quà mọi người thích quà gì, coi hú coi ngân mình tặng hết cho anh em. Tặng về khi mà tặng quà thì mình miễn phí ra hàng tận nhà nhá. Tặng em là miễn phí ra hàng tận nhà. Anh em hôm nay thấy em mặc sơ mi trắng có đẹp không? Bây giờ đồng phục của em là sơ mi trắng đấy anh em ạ. Khổ lắm cơ. Anh em thấy em khổ không? Quản lý bắt mặc sơ mi trắng, để nguyên cái về mặc áo phông cho nó thoải mái thì nhìn mặc bắt mặc sơ mi trắng. Khổ lắm anh em ạ. các chế chia sẻ cho em đi nào. Các chế chia sẻ ủng hộ giúp em đi nhá. Chia sẻ ủng hộ cho em. Chia sẻ lên trên các hội nhóm cho em tặng quà cho mọi người nhá. Dùng cả thanh xuân để livestream luôn ý. Nào em test nhá. Test ít thôi nhá. Bây giờ là giờ nghỉ ngơi của các ông các bô lão đang nghỉ ngơi là mình xin phép là mình test ít thôi nhá. Nào chia sẻ cho em lên trên các chợ nhóm. Anh Nguyễn Minh Chiến nhá, sáng mai và nhận quà cho em nhá. Tiếp tục luồng này sẽ là của ai đi ạ? Mình xin phép bác hàng xóm cho con test còi bác nhá. Anh lấy còi hú nhá rồi, ok. Này, em nhắc là anh Phan Đắc Minh nhá. Phan Minh Đắc ạ. Anh ơi, em bảo là em vừa kiểm tra phần mềm hệ thống nhá. Anh là người được tặng quà mà nhân viên kho gọi xác nhận để đóng hàng gửi đi cho anh nhá, mà lại không nghe máy nhá. Nhân viên kho gọi xác nhận đóng hàng gửi đi mà không nghe máy. Thấy cô gọi nhớ thì phải gọi lại cho anh. Phải gọi lại thì bên em mới xác nhận đóng kho xác nhận. Thế sáng mai kho xác nhận phải nghe máy nhá. Không nghe máy người ta không gọi, không gửi đi cho anh đâu nhá. Nào mọi người chú ý nhá. Tặng coi ngân nhá. Mọi người chia sẻ lên trên các nhóm chợ cho em nào. Em test nhá, bắt đầu. Nút màu vàng cho may mắn. Nút màu vàng cho may mắn. Rồi mình tặng quà. Nếu mà anh em nào mà không thích chơi muốn tặng quà thì anh em không thể không cần chia sẻ đâu, chứ đừng comment nhá. Chứ đừng comment là vớ vẩn ở đây nhá.
với ai đây mà này à? Không, xin lỗi anh, không nói anh nhá. Xin lỗi anh là xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Nào mọi người chia sẻ cho em đi. Tại em bỏ cái anh ấy kìa. Cái anh ấy kìa vơ vẩn luôn. Rồi mình test. Mọi người chia sẻ lên trên các nhóm chợ. Anh gọi lại họ. À anh gọi lại, trời ơi đúng rồi. Anh gọi lại họ không nghe là phải. 5 giờ là người ta hết giờ làm việc rồi. Thì người làm sao người ta nghe được. Người ta gọi cho anh là cái người xác nhận kho. Thì người ta hết giờ người ta về cho anh. Nào mọi người chia sẻ cho em, đây là cái L4 rất là siêu sáng luôn anh em ạ. Sáng luôn, đi đường ánh sáng chói lóa luôn nhá. Nào em nhá, điện bình này của mình lại còn hơi yếu yếu mà rất là sáng luôn nhá. Nào test chấm kim nhá, anh em chia sẻ lên trên các hội nhóm cho em đi nào. Chia sẻ lên trên các hội nhóm cho em. Anh em có thích nhìn chị em một tí không? Có thích nhìn chị em một tí không? Mình giới thiệu chị mình cho bên cạnh này. Em có thích nhìn không? Comment cho em. Nếu mà thích comment cho em chữ thích. Em gọi chị em vào ngồi nói chuyện với anh em một lúc nhá. Nào 753 người đang xem, chia sẻ lên trên các chợ nhóm cho em đi. Nếu mà thích tặng nữa em bảo chị em tặng cho anh em luôn. Anh em nào thích hơn nữa thì em tặng chị em cho anh em luôn ấy. Nào anh em đâu rồi, anh em comment nếu mà thích ạ. Thích thì comment cho em là thích. Em cho bảo chị em vào đây ngồi nói chuyện với mọi người một lúc nào. L4 bao nhiêu tặng không bạn? Nào em test chấp kim nhá. Chấp kim, anh em chia sẻ hội nhóm cho em chưa nào? Đã chia sẻ chưa? Anh hỏi không trả lời, trời ơi anh thông cảm cho em, nhiều người comment quá. Nào chấp kim nào, giật như kiểu nhảy đám cưới anh em ạ. Như kiểu nhảy đám cưới. Nó có chế độ nhanh nhá. Nó có chế độ chậm này, nhanh này. Đây là chậm nhá, đây là chậm. Đây là nhanh này. Là mắc hết volume xem nó như thế nào. Đấy, nó nháy chậm 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 như kiểu nhảy đám cưới. Anh em nào có thích tặng cái này không? Thích kìa, chị ơi, chị vào đây, mọi người đang bảo chị vào đây ngồi nói chuyện. Chị vào đây, mọi người cần gặp chị. Nhưng mà em nói thật luôn ấy, tí nữa chị vào đây là em giới thiệu các anh cho chị đấy. Nào, chị vào đây, chị nói chuyện với anh đi nào. Chị vào đây chỉ khoảng tầm 10 giây thôi, các anh nhìn là các anh yêu. Một ca mốt à? Nào mọi người chia sẻ cho em chưa nào? Em tặng mọi người nhá, thích chấp kim em tặng chấp kim. Thích còi hú em tặng còi hú, thích còi ngân em tặng còi ngân luôn nhá. Chia sẻ lên trên các hội nhóm cho em nào. Chia sẻ lên hội nhóm cho em tặng cho mọi người. Chia sẻ lên hội nhóm cho em tặng cho mọi người. Thích chị em hơn á, thích đợi em một tí. Rồi chị em đang bỡ ngỡ, khuôn mặt bỡ ngỡ ngại rồi. 1K2 người xem rồi. Thích coi ngân em tặng coi ngân nào. Mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ lên trên các hội nhóm cho em. Em chỉ vào, em chỉ cho vào 10 giây thôi là anh em đốn tim rồi. Anh em rồi đuổi ra luôn ý. Buồn cười quá. Nào mọi người chia sẻ lên hội nhóm cho em tặng nhá. Tất cả những cái đồ mà hiện tại em đang test ở đây là em tặng. Còn về sau nếu mà muốn giảm giá ấy ạ, muốn giảm giá đặc biệt thì em sẽ giảm giá cho mọi người. Nào chú ý 1K4 người xem rồi anh em ơi. Rất là nhiều anh em đang xem luôn. Rất nhiều anh em đang xem. Đấy chị em này. Đấy trời ơi chị em mộc mạc giản dị lắm anh em ạ. Yêu thì em giới thiệu cho. Chị em mộc mạc giản dị lắm. Anh chắc không nữa. Thôi. Chị em mộc mạc giản dị lắm anh em ạ. Đây này mộc mạc giản dị thấy chưa. Đấy mọi người thấy chưa, 1K6 người ra xem này. Đấy mộc mạc giản dị lắm anh em ạ. Nào em test coi ngân cho chị em rung động trái tim anh em nhá. Nào anh em ơi. Nào mọi người chú ý vặn mic nhỏ đi cho em. Chia sẻ lên hội nhóm cho em và vặn mic nhỏ đi. Chị ngồi vào đây. Tí nữa em anh em luôn. Rồi test nào mọi người ơi. Thôi chết vậy thôi, hàng xóm sáng cho rồi, ăn tạt. 1K9 rồi. Rồi chụp màn hình lại cho em xem nào. Rồi nào, rồi anh em nào, chị em thì rất là xinh, anh em nào thích ạ. 2K luôn. Rồi xinh không anh em ơi. Mộc mạc giản dị luôn nhá. Chụp hình màn hình cho em. Mộc mạc giản dị nhá. Mộc mạc giản dị ạ. Nào em test, em tặng nhá, chị em tặng luôn. Chị ơi chị test, chị tặng còi cho mọi người nào. Tặng còi hú, tặng còi ngân. Ai chia sẻ lên hội nhóm cho em ạ. Chia sẻ lên hội nhóm cho em. Không, cái này là chị lắp sai rồi. Trời ơi, chị em lần đầu ngồi đây bỡ ngỡ mà lắp sai luôn anh em ạ. Nào, thôi không sao, cứ từ từ anh em nhá. Thích em cơ. Chị em mộc mạc giản dị lắm. Nên anh em nào mà thích tí nữa em giới thiệu cho. Nào, thôi không cần, cứ đặt ở đây. Cầm đặt đây. Nào mọi người nào. Thôi chị bấm đi, cho chị bấm cho nó. Anh em mọi yêu người thích cùng nghe nhá. Anh em kéo người đâu vào ấy. Rồi anh em chia sẻ cho em chưa? Chia sẻ cho em lên hội nhóm cho em chưa? Anh em nào thích chị em ạ? À? Anh em nào thích chị em
thiệu cho mọi người. Thích tặng còi hú em tặng còi hú, thích tặng còi ngân em tặng còi ngân nhá. Nào mọi người nhanh tay cho em nào, nhanh tay cho em xem nào. Rất là nhiều người đang xem luôn, mất nhiều người luôn ạ. Rồi, test lại cái này, thích tặng còi ngân không á? Chớp á, chỉ cần cho em cái chớp nào, em test cho mọi người. Có ai hôm nay lần đầu tiên mình tặng chớp luôn ạ. Chia sẻ lên hội nhóm cho em đi. Chia sẻ lên hội nhóm em tặng quà cho mọi người nhá. Chia sẻ đi, em tặng cho anh em luôn. Nào, nháy như nhìn nháy đám cưới luôn. Chúc cho em hết các bạn chưa? Chúc rồi. Rồi, buồn cười quá. Lăn, lăn để đâu. Thôi nào, thôi, chị ơi, đau mắt quá, anh em chắc là đang phê đông đám cưới đấy. Gặp đám, chắc là nhìn thấy đám cưới. Thôi, bây giờ là em test lại lần cuối cùng nhá. Test lại coi ngân lần cuối cùng là anh em chia sẻ lên hội nhóm cho em nào. Chia sẻ lên hội nhóm cho em test lại, đây là lần cuối cùng test lại coi ngân nhá. Có thích chị em không? Thích chị em không ạ? À? Anh có thích không? Rồi tí nữa nếu mà ai cứ đòi hỏi chống trộm với anh, chống trộm đợi em một tí. Đợi một tí nào. Cứ yên tâm đi anh, sẽ có người nói chuyện với anh em. Nào, bây giờ test lại coi ngân lần cuối nhá. Test lại coi ngân lần cuối, anh em phải chú ý cho em nào, chú ý nào. Vặn mic nhỏ lại nhá, hạ mic nhỏ lại. Anh lựa kéo. Rồi, ok, 2k hai người xem. Rồi ơi, test lại mà nó cứ tuột cái dây này ra, bảo sao nó không kêu. Anh ấy sẽ cái lên nó... Nào, rồi 2k4 người xem rồi, anh em chia sẻ, 2k5 người xem rồi, chia sẻ lên cho em lên. Ôi sao hôm nay nhiều người xem thế. Thế bây giờ nhá, ai chụp màn hình cao nhất em tặng quà luôn. Khổ quá cơ. Ai chụp màn hình cao nhất em tặng quà mọi người luôn. Nào, test lại nhá, cho anh Lê Ngọc Tài, yêu anh Tài nhất. Xem nhiều quá. Nào test coi hú nhá. Quá nhiều anh em đang xem luôn, tự mình chụp luôn. Người ta chụp xong rồi. Buồn cười quá. Rồi, chào anh Thái đi Nha Trang, đợi em vào với, cho em vào trong đấy với. Rồi anh em nào, rất là nhiều người đang xem, không biết ai là người chụp cao nhất ạ? À? Ai là người chụp lượng view cao nhất trong 2k9 người đang xem? 2k9 người đang xem, ai là người chụp lượng view cao nhất ạ? À? Ai là người chụp lượng view cao nhất? Tặng luôn nhá, tặng luôn không lấy tiền, tặng luôn không lấy tiền. Những thành phần mà nói láo thì ra khỏi luồng livestream. Thôi bây giờ hỏi chống trộm nhiều quá nhỉ? Coi ngân không bán nhá, chỉ tặng nhá. Coi ngân, mình chỉ tặng coi ngân, mình không bán, mình chỉ tặng coi ngân, mình không bán nhá. Chụp quả dây đợi. Hoa của anh. Xấu ơi. Em đau họng quá mọi người ạ. Nào mọi người ơi, mọi người chuẩn bị nhá. Ai hỏi chống trộm giảm giá ưu đãi hôm nay ạ. Trời ơi, hôm nay là mọi người một cái ngày đặc biệt mà mọi người xem rất là nhiều luôn. Thế là ai mà chia sẻ cho em nhá thì chú ý em tí thôi, em giảm giá cho mọi người. Em giảm giá đặc biệt cho anh em luôn. Giảm giá đặc biệt anh chụp cao nhất nhá. Chụp cái xinh xinh đừng có cười, buồn cười quá. Nào test lại nào. Thôi, khàn hết cả giọng. Thôi đổi sản phẩm nhá. Đổi sản phẩm mọi người nhá. Khổ lắm cơ. Ai là người chụp cao nhất thì tí nữa là inbox gửi cho em nhá. Em nhớ là phải từ 3k1 trở lên. Ai là người chụp cao nhất ạ? Từ 3k1 trở lên mới gửi hình ảnh cho em nhá. Rồi em kiểm tra đúng sản phẩm em sẽ tặng quà anh em. Nào bây giờ mình chuyển sang sản phẩm mà từ nãy giờ anh em cứ hỏi thôi. Hỏi nhiều hỏi mãi luôn ạ. Rồi tôi thấy không quan trọng, bây giờ tôi không quan trọng luôn. Tôi chỉ biết là rất là nhiều anh em đang xem luôn.
Nào, tôi chỉ cần đến 100 người đang xem cũng được rồi. Nào, bộ này là bộ chống trộm tô tai nhá. Chức năng của nó là chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe và tắt xe. Bộ này trực tiếp sẽ giảm giá cho ai hôm nay để lại số điện thoại /300k. Miễn phí giao hàng tận nhà, vừa được giảm giá vừa được miễn phí. Ai chụp được trên 3k2 nhá, người cao nhất chắc chắn là phải từ trên 3k1 trở lên. Nào, 395 em giảm còn 300.000 cho ai hôm nay để lại số điện thoại. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe và tắt xe, bảo hành cho mọi người trong vòng 6 tháng. Nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Anh ơi, bắt đầu ghi số điện thoại. Bắt đầu ghi số điện thoại của mọi người nhá. Và mọi người phải chú ý nghe máy cho em. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Giảm giá hôm nay từ 395. Đây là ngày đặc biệt nên em giảm giá cho mọi người luôn nhá. Ngày đặc biệt tại vì là giữa hôm nay lượng view rất là nhiều. 395 em giảm còn 300.000. Miễn phí giao hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Rồi 0976307810, 0912323393. Rất là nhiều người để lại số điện thoại rồi. 0128. Rồi anh Thành Trung để lại số điện thoại. Admin nào có thể ghim cho em một bài ghim của anh Thành Trung được không ạ? Bài ghim, ghim cho em số điện thoại /300k 0165 3370 323. Anh ơi, nếu mà nói phép thì tí nữa sẽ có nhân viên bên em gọi. Cứ yên tâm, sẽ có nhân viên bên em gọi. Nếu mà anh em nào mà để cuối cùng thì sáng mai sẽ gọi. Trời ơi, bên em làm việc nó phải có người gọi hẳn hoi. Chứ chẳng phải bây giờ để lại số điện thoại không ai gọi á. Rồi anh Ngô Huy để lại số điện thoại 0971013727. Để lại số điện thoại sẽ được giảm giá từ 395 còn 300.000. Miễn phí giao hàng tận nhà. Cái này lắp đặt cho tôi xe máy nhé. Tất cả các dòng xe máy á. Nếu mà anh em có xe máy thì nên lắp đến một bộ. 395 em giảm còn 300.000. Miễn phí giao hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Nhanh tay comment số điện thoại nào. Nhanh tay comment số điện thoại ạ. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe, bảo hành 6 tháng, nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Rất là nhiều anh em đã để lại comment số điện thoại rồi nhá. Đã để lại số điện thoại. Đã để lại số điện thoại. Siro lắp được anh ơi, tất cả các dòng xe máy, tất cả các dòng xe máy nhá. Siro lắp được ạ. Bình tĩnh em ơi, anh ơi khổ quá, không đọc được hết comment thì anh em nói là kêu hay này nọ, mà bây giờ mà đọc nhanh thì không kịp, khổ quá. Khán hết cả giọng luôn. Rồi, cảm ơn Thịnh Nguyễn nhá. Nào, để lại số điện thoại nào, winner lắp được nhá. Tất cả các dòng xe máy, chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe, tắt xe. 395 em giảm còn 300.000 và miễn phí giao hàng tận nhà. Nhanh tay để lại số điện thoại, kèm cho em dấu gạch chéo 300k, em giảm giá luôn. Có xe máy thì nhanh tay comment để lại số điện thoại. Sao lại của Yến nhiều số thế? Bao nhiêu? Nhầm rồi, không có đâu, có 30 số thôi. Rồi, rồi rất là nhiều người để lại số điện thoại 0128228231 nào. Rất là nhiều người rồi. Anh ơi, ông xin kinh không số. Nào, em giảm từ 395 còn 300k nhá. Chức năng chống trộm, chống cướp nhá. Đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe, tắt xe, bảo hành 6 tháng, nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Rồi, rất là nhiều người để lại số điện thoại rồi ạ. Rồi, nhiều lắm, nhiều quá, không thể ghi hết luôn. Rồi ô tô phải lắp cho em định vị nhá, định vị ạ. Độ xe nhiều người quá. Anh, giờ lấy một cặp 7 người xem. Rồi anh Huy Nguyễn 0981401400. Nhanh tay để lại số điện thoại. 395 em giảm còn 300.000. Nhiều người quá, nhiều người để lại số điện thoại quá. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe, tắt xe. Nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Bảo hành 6 tháng nhá. Có xe máy thì lên lắp đến một bộ để bảo vệ cho xe. Ô tô thì anh lắp cho em định vị nhá, 985.000 nhá. Nào, để lại số điện thoại để được ưu đãi giảm giá nào. Rất là nhiều người. Rất là, tắt tiếng nhá. Rất là nhiều người để lại số điện thoại rồi ạ. 395 em giảm còn 300.000. Hôm nay lượng view nhiều ấy, em giảm giá cho mọi người đấy ạ. Nào, để lại số điện thoại để được ưu đãi đi ạ. Rồi, ok ok. Hồng Loan đã để lại số điện thoại rồi ạ. Rồi, 0982524691. Mọi người ơi, admin bên mình chuẩn bị là nhân viên bên mình sẽ gọi điện. Thì mọi người chú ý nghe máy cho em nhá. Định vị có xe máy 985.000 định vị đây nhá. Nào, 395 em giảm còn 300.000 nhá. Rồi anh Cảm Vương chú ý nghe máy cho em. Ai có ý định đặt hàng mới để lại số điện thoại nhá. 0962287428. Exciter lắp được anh ơi. Tất cả các dòng xe máy đều lắp được. Tất cả các dòng xe máy đều lắp được nhá. Nào mọi người nhanh tay comment số điện thoại. 395 em giảm còn 300.000. 395 em giảm còn 300.000. Miễn phí ra hàng tận nhà luôn nhá.
Bảo bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng. Anh em có mua ở đâu nhá, mua ở đâu ấy ạ, thì mọi người phải nhớ chú ý đến chất lượng của sản phẩm và chế độ bảo hành nhá. Rồi Hồng Loan 0128485583. Anh Trịnh Xuân Hiển chú ý nghe máy cho em 0974746940 ạ. Ai có ý định đặt hàng mới để lại số điện thoại nhá. Ai có ý định đặt hàng mới để lại số điện thoại cho em. 395 em giảm giá còn 300.000 miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe, bảo hành 6 tháng luôn. Bảo hành 6 tháng rồi, anh Hùng Tống chú ý nghe máy cho em 0167-2788-788. Bảo hành 6 tháng luôn nhá. Sử dụng thì hoạt động trên cái chức năng ở trên cái remote anh nhá. Còn lắp đặt thì bên em sẽ gửi số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt luôn. Số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt luôn cho mọi người nhá. Nào mọi người để lại số điện thoại để được ưu đãi giảm giá từ 395 còn 300.000 ạ. Bộ còi ưu tiên á, bộ còi ưu tiên thì cái này thì em phải kiểm tra, sáng mai em mới tặng quà cho mọi người. Nào mọi người để lại số điện thoại lại cho em. Rồi anh Tú Tâm để lại số điện thoại 0169906996. Nhanh tay để lại số điện thoại, em giảm từ 395 còn 300.000 và miễn phí ra hàng tận nhà. Anh Dũng Ken ơi, em có thấy anh nhá. Cái này là chống trộm cho xe máy nhá. Chức năng của nó là chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe nhá. Anh ơi, anh đặt hàng anh phải để lại số điện thoại thì mới được có thể đặt hàng được ạ. Nhân viên bên em mới có thể gọi điện và lên đơn ạ. Thật mà có hack đâu, khổ lắm, tôi đang ngồi tôi nói chuyện mọi người đây này, không phải hack nhá cái gì đâu nhá. Rồi anh Dũng Ken đã để lại số điện thoại 0168889124. Chú ý nghe máy cho em. Lắp đặt sản phẩm này chỉ có 5-6 sợi dây. Khi mà mình nhận được hàng, bên em sẽ gửi số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt cho tất cả các dòng xe máy nhá. Lắp đặt cho tất cả các dòng xe máy. Để lại số điện thoại để được ưu đãi. Chỉ đó lắp được anh ơi. Từ 395 hôm nay em giảm còn 300.000 và miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. Đấy, anh em ủng hộ shop đi ạ. Ủng hộ shop, có xe máy thì lên lắp đến một bộ để bảo vệ cho xe. 395 em giảm giá còn 300.000. Nhiều người để lại số điện thoại quá. Quá nhiều luôn anh em ạ. Anh em để lại số điện thoại thì anh em phải chú ý nghe máy cho em nhé. Phải chú ý nghe máy. Rồi anh Út Họ Trần 0947834135 ạ. Nào, đấy em nói vất vả quá phải không anh? Em bán cho mọi người vừa giảm giá lại còn vừa nói khan hết cả giọng, vất vả quá đúng không? Nào, mọi người để lại số điện thoại đi ạ. Hôm nay để lại số điện thoại được giới thiệu định vị à, định vị anh 985.000 anh để lại số điện thoại đi. Hôm nay em khan giọng ấy. Em giới thiệu cái bộ định vị này nó quá dài luôn. Bộ định vị tư vấn lâu lắm. Cái này anh để lại số điện thoại đi tí nữa. Nhân viên cả ngày à? 5 à? Hoặc 6 sợi dây. 56 sợi dây có 10 lắp cả ngày. Anh ơi, 5 hoặc 6 sợi dây, không phải 56 sợi dây đâu. Khổ quá cơ, trên mặt bàn chỗ này mà anh mở 56 sợi dây. Nào mọi người để lại số điện thoại lại cho em để đặt hàng nhá. Có thế anh Trốn Bình Yên 300, chị Trốn Bình Yên ạ. Anh hay chị khó nhìn. 395 em giảm còn 300.000 cho ai hôm nay để lại số điện thoại đặt hàng. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Bán anh một bộ để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại để được ưu đãi. Rồi anh Đồng Chí Công 0965737411. Em giảm giá ưu đãi rồi nhá, nên là anh em đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại. Em không ngủ được. Nào em giảm giá từ 395 còn 300.000 miễn phí ra hàng tận nhà. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Rồi mọi người cứ hỏi định vị thôi. Rồi ok, em giới thiệu định vị cho mọi người nhá. Đây là bộ định vị. Bộ định vị GPS, mở xe trên điện thoại, tắt xe trên điện thoại. Định vị được xe của mình đang ở đâu trên toàn nước Việt Nam. Và hàng rào bảo vệ, ví dụ bây giờ mình cài đặt hàng rào bảo vệ là 100 km. Nếu xe đi quá 100 km, xe sẽ tự động dừng hẳn. Và bây giờ nếu mà mình có thể xem được lịch sử trước 6 tháng nhé. Bây giờ mình cài đặt hàng rào, cài đặt lịch sử trước 6 tháng. Nếu mà mình có thể mình xem, kể cả là bây giờ mình muốn xem bây giờ mùng 1 Tết đi. Em ví dụ em xem mùng 1 Tết ấy, em có thể mở ra mùng 1 Tết là em đi những đâu nhé. Em đi, đi Tết. Gần cuối đường thì cho dung cả. Rồi ok. Nào bộ này 985.000, ai đặt bộ này để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị. Bộ này vừa lắp được cả cho xe máy, vừa lắp cả ô tô nhá. Nào anh em nhá. Nào còn bộ này là 395 em giảm còn 300.000 và miễn phí ra hàng tận nhà. Anh Ngô Hoàng Duy để lại số điện thoại 0962334629. Cuối luồng này thì em giới thiệu chị gái xinh đẹp nhà em vào cho anh em xem luôn. Rồi anh Nguyễn Đình Cường, hôm nay tất cả ai để lại số điện thoại em vừa miễn phí ship vừa tặng quà anh em luôn. Vừa miễn phí ship vừa giảm giá. Anh Nguyễn Đình Cường 0979679091. Anh Quyền Chữ để lại số điện thoại 0985757053. Anh một bộ. Anh Nguyễn Khắc Cường 0983
8000. Rồi rất là nhiều người để lại số điện thoại. Mua về thì bên em sẽ gửi số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt nhé. Giảm giá từ 395 còn 300.000 và miễn phí giao hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Nhớ là đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhé. Nào, có xe máy thì lên lắp mới một bộ nhá. Bảo vệ cho xe của mình nhá. Bảo vệ cho xe của mình nào. Nhiều người quá. Nhiều người để lại số điện thoại quá. Gọi chứ làm sao mà nhân viên gọi kịp được đâu mọi người. Nào, 395 em giảm còn 300.000 miễn phí giao hàng tận nhà. 395 em giảm còn 300.000 ạ. Nào, chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe và tắt xe. Anh có tin là nó lên 2.000 không? Anh có tin là nó lên 2.000 không? Thôi. Lắp cho tất cả các dòng xe máy nhá. Tất cả các dòng xe máy. Nhiều người mà không chứ. Nào, lắp cho tất cả các dòng xe máy ạ. Nào, anh em đặt hàng nhanh tay nào, em ghi số điện thoại ạ. 0987808463 0163578854. Nhanh tay để số điện thoại nào. 395 em giảm còn 300.000 nhá. Định vị 985.000 anh ơi. Cả ship miễn phí ship luôn. Hôm nay tất cả ai để lại số điện thoại đặt hàng miễn phí ship. Rồi anh Nguyễn Bằng Lăng đặt. Chị Nguyễn Bằng Lăng ạ. 0927004511 đặt bộ định vị. Ai đặt bộ nào thì để lại số điện thoại kèm cho em bộ đó bên cạnh nhá. Chị Yến Tú đặt bộ 300k 0988311994 ạ. Lắp cho ô tô đây ạ. Ô tô là 985.000 định vị bảo hành 1 năm luôn nhá. Còn bộ này em bảo hành 6 tháng. Cái này lắp cho xe máy nhá. Còn bộ này vừa lắp cho xe máy vừa lắp được cả ô tô. Nào ai đặt bộ nào để lại số điện thoại kèm tên bộ đó cho em nào. 395 em giảm còn 300.000 miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Nhanh tay comment số điện thoại tại vì chỉ có thời gian nhất định được ưu đãi giảm giá thôi nhá. Thời gian nhất định thôi nhá. Đúng rồi, định cái bộ này vừa gắn được cho xe máy này, còn bộ này vừa gắn được xe máy vừa gắn ô tô nhá. Nhiều người quá. Qua shop lắp đặt miễn phí luôn nhá. Shop em nằm ở 542 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội và 497 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Nào, anh Kiên gửi cái gì đấy? Không thêm mấy cả các thứ vào vào trong cái nhóm marketing. Vigo khoe làm gì? Ngại cả lên. Nào, nào cho các bạn để biết vào vào cái nhóm bên là nhóm. Nào mọi người để lại số điện thoại để được đặt hàng ưu đãi cho em đi ạ. Để lại số điện thoại để được ưu đãi cho em đi ạ. 395 em giảm còn 300.000 nhá. Tất cả các dòng xe đều lắp được ạ. Còn ngân em không bán. Nào nhiều người quá. Anh ơi. Nào ai có xe máy thì lên. Rồi anh Tuấn Tiger chú ý nghe máy cho em. 0868 688 00439 nhá. Hồ Chí Minh miễn phí ship luôn. Hôm nay tất cả ai để lại số điện thoại đặt hàng vừa được giảm giá vừa được miễn phí ship luôn nhé. Vừa được giảm giá vừa được miễn phí ship luôn ạ. Chức năng của nó là chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Bộ này bảo hành cho mọi người trong vòng 6 tháng. Nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền đấy ạ. Đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. Nhớ mọi người ạ. Nào, còn ai nữa không ạ? Còn Ngân à, còn Ngân thì mình không bán, mình chỉ tặng thôi. Rồi anh Hoàng Đức Lâm 01299596544. Anh Mai, chị Mai Nguyễn ạ 0985772507 đặt bộ định vị chú ý nghe máy cho em. Anh Lê Văn Hải không, anh ơi sửa lại cho em đi, sao lại đầu 00 ạ? Sửa lại cho em đầu số đấy đi ạ. Số đấy là số sai, chắc chắn là số sai rồi, không có bao giờ có đầu 00 đâu ạ. Nào, 395 em giảm giá còn 300.000 nhá, miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. 395 em giảm còn 300.000 miễn phí ra hàng tận nhà luôn. Nào, rất là nhiều người để lại số điện thoại lắp đặt thì bên em sẽ gửi số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt nhá. Số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt. Rồi anh Đồng Chí Công ơi, anh em ghi số điện thoại anh rồi ạ. 0965737411. Anh Xuân Đông để lại số điện thoại 0984726607. Nhanh tay comment số điện thoại để được ưu đãi nhé. Có xe máy thì lên lắp đến một bộ. Rồi anh Nguyễn TL 0868462303. Có ý định đặt hàng thì mới để lại số điện thoại cho em. Rồi anh Trốn Bình Yên 0968276679 ạ. Khi vào mình đặt hàng thì chỉ comment đúng một lần số điện thoại cho em. Comment cho em đúng một lần thôi nhé. Rồi anh Lê Văn Hải ơi, em nhận số điện thoại của anh rồi ạ. 0962690624 tại vì phần mềm em tự cập nhật về ạ. Rồi anh Thanh Hoàng đặt bộ định vị 0984304389 ạ. Định vị đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị. Đặt bộ 300k để lại số điện thoại kèm cho em chữ 300k. Anh Mạnh Từ Sơn em nhận được số điện thoại anh rồi. 0964010101. 395 em giảm còn 300.000 luôn nhá.
miễn phí ra hàng tận nhà, nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Chức năng của nó chống trộm. Em ghi anh ơi, phần mềm bên tự cập nhật số điện thoại anh luôn, không phải lo cái gì đâu. Phần mềm tự cập nhật số điện thoại luôn nhá, không phải lo một cái gì. Rồi, giáp họng với anh em quá. Anh em đặt hàng nhanh tay comment nào. Em chuẩn bị em kết thúc đây, đau họng quá. Anh em ơi, anh em comment cho em đi nào. Comment cho em rồi anh cộng 3 triệu chơi. Chịu chơi ạ, chịu chơi luôn. 0127366634. Nào nhanh tay để lại số điện thoại để được ưu đãi. 395 em giảm còn 300.000. Rồi anh Hoàng Cường 0987504360. 395 em giảm còn 300.000 nhá. Để lại số điện thoại để được ưu đãi giảm giá. Miễn phí ship luôn nhá. Nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Anh ơi sao shop gọi mà không nói gì hết, chắc là máy của anh hỏng rồi. Shop em hoạt động, máy vẫn hoạt động bình thường mà anh, vẫn gọi điện lên đơn bình thường mà anh. Em được bao nhiêu tiền rồi anh? Em được bao nhiêu tiền rồi? Rồi để lại số điện thoại nào. 395 em giảm giá còn 300.000 nhá. Lắp đặt cho xe máy nhá. Định vị là 985.000 nhá. Định vị 985.000. Ai đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị. Nào, địa chỉ em nằm ở 542 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội và 497 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh Bi Nguyễn ơi, để lại thiếu số điện thoại cho em rồi, để lại comment số điện thoại lại cho em. Shop gọi lại đi á. Anh ơi, anh gọi lại cho shop đi, tại vì là hiện tại là em không phải là người gọi ạ. Em không phải là người gọi. Anh có thể gọi lại cho shop đi ạ, tại vì là nhân viên đang gọi ạ. Nào, anh Việt Hiền để lại số điện thoại rồi ạ. Chú ý nghe máy cho em. Cường Hương để lại số điện thoại rồi ạ. Em nhận được số điện thoại rồi nhá. Bộ này rồi anh Lê Hưng ơi, số của anh không có đầu 01 thì em không gọi được đâu ạ. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe và tắt xe, bảo hành 6 tháng, nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhé. Định vị là 985.000 nhá. Ai là định vị để lại số điện thoại ạ, kèm cho em chữ định vị nhá. Nào, định vị đây, định vị là mở. Cái anh này nữa đã bảo rồi, số nước ngoài không gọi được, anh cứ comment nhiều tí nữa lại phải xóa nhiều quá cơ. Rồi anh Nguyễn Phương để lại số điện thoại nhá. À biết vậy mình bán 5 nút không nhỉ? Rồi. Để em thử tí đấy, nói thật luôn đấy. Em nhận được hết số điện thoại của mọi người rồi. Bộ định vị đây ạ, mở xe trên điện thoại, tắt xe trên điện thoại, định vị được xe của mình đang ở đâu trên toàn nước Việt Nam và hàng rào bảo vệ nhá. Rồi anh Huỳnh Thanh Duy để lại số điện thoại đặt định vị ạ. Hàng rào bảo vệ, bây giờ mình cài đặt hàng rào bảo vệ là 100 km. Nếu xe đi quá 100 km, xe sẽ tự động dừng hẳn nhé. Và xem được lịch sử trước 6 tháng nhé. Bộ này thì bên mình có tặng sim và bảo hành 1 năm luôn nhé. Tặng sim nè, cái sim này trị giá 300.000 luôn nhé. Nào, ai đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị ạ. Bộ này kết nối trên điện thoại anh em, vừa lắp được xe máy vừa lắp được cả ô tô. Rồi anh Sơn Quang để lại số điện thoại rồi, anh đặt gì anh ơi? Ai đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị bên cạnh. Để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị. Còn ai đặt bộ 300 đi ạ, để lại số điện thoại kèm cho em chữ 300. Bộ 300 ạ. Chức năng của nó là chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe nhá. Anh ơi, 5 nút 420 nhá, em giảm cho anh còn 420 thôi nhá. À quên, em giảm cho anh 420 còn 350. Rồi anh Tấn Hoàng 0914210559. Anh chú ý nghe máy cho em, đặt định vị thì chú ý nghe máy cho em. Bộ này 300 này, để lại số điện thoại. Ai đặt bộ 300 nhá. Bộ này chỉ lắp cho xe máy thôi nhá. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Rồi anh Nguyễn Khương để lại số điện thoại, đặt gì anh ơi? Anh ơi, anh tùm la tùm lum ơi, em bỏ này. Anh để lại số điện thoại. Anh trêu em thì anh trêu em bằng chữ thôi, anh đừng trêu em bằng số điện thoại. Trêu số điện thoại trêu ấy. Lại mất công bên em lại xóa. Định vị về Thái Bình em ơi. Nào, anh đạt Thái Bình, em quê Thái Bình đấy. Nào, 395 em giảm còn 300.000 nào. Để lại số điện thoại kèm 300.000. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe nhé. Shop em nằm ở 542 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội và 497 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Định vị là 985.000 nào. Ai đặt gì để luôn số điện thoại chứ em chẳng. Bây giờ em không còn thời gian để em ghi số điện thoại, chỉ đọc được của mọi người thôi. Và mọi người, mọi người vậy là chú ý nghe máy cho em nhá, chú ý nghe máy cho em. Rồi anh Ferro Vĩnh Phúc 300 0933 657 535 ạ. Rồi cảm ơn anh Sơn Quang nhá, anh đặt bộ 300 ạ. Rồi nào, còn ai đặt luôn để luận số điện thoại luôn nào. Anh ơi, em nói thẳng luôn ấy, anh bán 250k mà mua về bị hỏng ấy, mua về bị hỏng thì em bán cho anh 100k cũng được, em bán cho anh bộ 100k cũng được. Nó đầy bộ hàng, nó phải có chất lượng cho anh. Hàng nó phải có chất lượng. Nếu mà muốn hàng rẻ em bán cho anh 100.000 em cũng bán luôn.
Nhưng mà mua về không có chế độ bảo hành, mua về một ngày hẳn thì vứt tiền đi bằng hòa đúng không anh? Anh mua hẳn đến 10 bộ, anh mua hẳn đến 10 bộ cũng không thể nào mà có thể là lắp được. Rồi, anh Sơn Quang, em nhận được số điện thoại rồi. Ai mua thì cứ để lại số điện thoại kèm cho em tên bộ 300k. Rồi, anh lên nhầm Kiệu Hoa. Chị lên hầm Kiệu Hoa để lại số điện thoại rồi ạ. 09724 25279. Nhanh tay để lại số điện thoại. Anh Sơn Quang, em nhận được số điện thoại rồi. Để lại số điện thoại rồi nhá. Em nhận được rồi, em nhận được rồi. Chỉ cần để lại một lần số điện thoại thôi là em nhận được rồi. Anh ơi, anh Lệ Cai ơi, đặt hàng thì phải để lại số điện thoại thì mới có thể liên hệ được để lấy địa chỉ và gửi về cho anh nhé. 395 em giảm còn 300.000 nào. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe nhé. Cho anh 10 bộ 100k nhé. Thế thì anh ơi, để lại số điện thoại đi, tím gọi cho anh nhé. Tím gọi em gửi về cho anh luôn. Em gửi về em miễn phí ship cho anh luôn nhé. Gửi về, em thuê cả kỹ thuật về lắp cho anh. Khổ quá cơ. Trêu ngươi gì, không bán được hàng thì đừng có vào đây trêu nhá. Nhà ai bán được hàng, nhà người nào thì người đấy tự bán anh nhá. Còn ai mà đừng có vào đây comment à. Ở nhà tôi cũng có nhá. Nhà tôi có thì nhà tôi tự đi mà live stream nhá. Rồi ok, anh Hoàng Đức Lâm 01299596544 nhá. Tại vì tôi nói thật luôn, nhiều shop ấy, nhiều shop không bán được hàng vào đây. Vào đây nói đều shop em á. Tết. Đến Tết. Rồi, định vị là GPS 985.000 nhá. Rồi, anh Thương thân thiện để lại số điện thoại 300k. Em giảm 395 còn 300k. Shop em nhá, kể cả bán hàng ở trên fanpage cũng nhiều lắm, một ngày 1.000 đơn hàng cơ. Mà khi em livestream em bán cũng nhiều lắm. Em bán livestream này em gặp để mọi người nhìn thấy em, nhìn thấy shop có người bán chứ không phải là shop lừa đảo không có người bán, không có người ngồi để bán. Đấy, em livestream có định vị đây, định vị 985.000, đặt hàng để lại số điện thoại cho em. Còn còn cái này thì 395 em giảm còn 300.000 nhá. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em, gạch ngang cho em chữ bộ 300k thì sẽ có nhân viên bên em gọi điện và lên đơn cho mọi người nhá. Đấy, có xe máy thì lắp đến một bộ để bảo vệ cho xe của mình. Chứ không là đi đâu lìu tìu nhiều ông uống rượu à. Nhiều ông uống rượu à, mất toi cái xe, mất mấy chục, về nhà vợ lại bảo xe đâu, mất rồi. Rồi anh Huỳnh Thanh Duy để lại số điện thoại nào. 395 em giảm còn 300 nhá. Hôm nay nhân dịp anh em là ủng hộ shop nhiều quá là em giảm giá luôn. 09124 20612. Đây định vị đây, định vị là 985.000 nhá. Triệu tư em giảm 985.000 đấy. Trời ơi, đặt thì để lại số điện thoại. Anh ơi trời ơi, anh Lệ Cay ơi, em bảo anh để lại số điện thoại. Những 500 người đang comment như này làm sao mà em có thể đọc được hết comment của mọi người. Bộ này 395 em giảm giá còn 300.000, miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. Anh ơi này, em bảo nhá. Anh bảo anh chửi em cái gì, anh chửi em cái gì? Anh đặt trình nhá, chửi em cái gì á? Lừa bố à nhá, lừa thì qua shop nhá. Chúc anh may mắn lần sau nhá. Lại lên Lazada mà mua nhá. Thích thì em bán cái hàng 100 trên Lazada cho anh nhá. 150 em bán cho anh 150.000 luôn. Mua về hỏng kệ anh. Mua về lắp cháy xe kệ anh nhá, thoải mái đi. Shop nào làm ăn shop đấy kệ người ta. Rồi anh cậu bé vàng để lại số điện thoại bộ 300k 0913650190 nhá. Xin lỗi lắp được anh ơi. Định vị em bảo hành 1 năm luôn nhá. Bộ này em bảo hành 6 tháng. Trời ơi. Rồi anh Ngô Duy Tân để lại số điện thoại. Định vị sim thì bên em tặng luôn nhá. Không phải lắp ở trên điện thoại đâu. Cái này là lắp ở trong cái này này. Tí nữa gắn vào xe. Anh Ngô Duy Tân chú ý điện thoại cho em. Quay đường được anh ơi. Tất cả các dòng xe máy. Rồi anh Duy Thuấn để lại số điện thoại rồi ạ. Nhiều số điện thoại quá. Mai cứ chú ý nghe máy cho em nhá. Nhưng ai mà để lại số điện thoại muộn thì sáng mai chú ý nghe máy nhá. Ơ sao tên Vinh Trần không vào lên Facebook nhỉ? Không biết. Sao nó bị đen đen như này nhỉ? Đâu? Cái này không biết. Dạ. Cái này em sao em biết được? Không biết. Thì biết được anh chặn em biết được. Vậy cả anh chặn. Vậy làm sao em biết được? Chặn là sao phải hiện? Vậy làm sao em biết được? Bực mình. Ôi em đang live stream mọi người. Rồi anh Thương thân thiện để lại số điện thoại. Đang bực mình anh ạ. Bực mình. Đã live stream khàn hết cả cổ giọng rồi. Rồi anh Thương thân thiện để lại số điện thoại rồi nào. 395 em giảm giá còn 300 nhá. Chất lắp đặt cho tất cả các dòng xe máy. Chỉ cần điện bình trên 12V. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Khóa từ bên em hết rồi. Nào em nhập khóa từ về cho anh em nhá. Em chế khóa từ về cho anh em. Rồi khóa từ dạo này mọi người hỏi nhiều lắm. Nào,
Có xe thì lắp lấy một bộ là 395 em giảm giá còn 300.000. Định vị em bảo hành 1 năm ạ. Định vị em bảo hành 1 năm nhé. Đây, ai là định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị. Chẳng ngại ngần gì đâu. Anh em nào mà, shop anh em nào mà không bán được hàng nhá, thì cứ yên tâm thuê livestream về nó bán cho. Shop em là tự tay em bán luôn, không cần thuê nhá, tự tay em bán nhá. Ô tô thì lắp cho em định vị nhá. Nào anh em đặt hàng để lại số điện thoại nào. The Dream lắp được anh ơi, tất cả các dòng xe nhá. Chị ơi, The Dream lắp được nhá. Tất cả các dòng xe, chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe, bảo hành 6 tháng. Thì mọi người mua hàng ở đâu ấy, phải chú ý cho em cái chất lượng với lại cái chế độ bảo hành nhá. Chứ bây giờ mua về mà không có bảo hành là người ta chịu luôn ấy. Người ta bảo mua về hỏng rồi thôi, tôi có bảo hành cho anh em đâu. Đây này, em bên em nhá. Anh em lấy cho em cái phiếu bảo hành. Bên em là có phiếu bảo hành. Bây giờ ngồi. Bên em có phiếu bảo hành. Đây là dơ ra. Đây tôi đặt hàng có phiếu bảo hành đây. Rồi anh cậu bé vàng nhận được số điện thoại anh rồi. Cứ chú ý nghe máy cho em. Bây giờ tôi có phiếu bảo hành. Tôi còn có phiếu giảm giá. Shop có cãi được không? Shop có bảo hành cho tôi không? Bảo như vậy. Đây nhá. Phiếu bảo hành nhá. Phiếu giảm giá luôn nhá. Phiếu bảo hành, phiếu giảm giá. AB lắp được anh ơi, tất cả các dòng xe này. Đây này, bảo là bây giờ tôi mua có cả phiếu bảo hành, có phiếu giảm giá. Thì bây giờ có đổi lại cho tôi không? Bảo như vậy. Chứ nhiều shop, người ta bảo, người ta mua rồi tôi biết làm sao, hỏng rồi thì kệ mọi người chứ. Rồi, thôi, không nói nữa, đau hỏng quá. Định vị là 985.000 nào. Nào thôi, bây giờ bán hàng cho mọi người nào. 395 em giảm giá còn 300.000 nào, miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Nhanh tay comment số điện thoại kèm gạch ngang cho em bộ 300k. Ê, bật em cái điều hòa. Lại nóng. Ba, cái này này nó lọc ngay chán lỏng một xíu ra. Bảo hành, bộ này em bảo hành 6 tháng. Anh Ngô Di Tân ơi, em nhận được số điện thoại anh rồi. 01255642787 nhá. AB anh ơi. AB thì phải gạt chân trống thì mới để được nhá. Thì anh phải bỏ cho em cái dây để chân trống đi ạ. Tí nữa loan cả anh lấy xe của anh mở về. Tí anh đi uống rượu. Thế không, anh để xe anh chưa luôn. Có mũ bảo hiểm đấy không? Rồi vậy thì cho mượn đi luôn nhá. Công an bắt thôi nhá. Nào, 395 em giảm giá còn 300.000, miễn phí ra hàng tận nhà nào. Lắp tốt lắm, mình mới lắp xong. Em cảm ơn anh đẹp trai VD nhá. Em cảm ơn anh rất nhiều nhá. Nào, anh em nào đặt nhanh tay nào. Danh tài 395 em giảm còn 300.000, miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em gửi tiền. Đúng sản phẩm cho em gửi tiền nào. 200 số anh. Kết thúc được chưa? Lan vào đây bán hàng này. Thôi, bây giờ hàng xấu lắm. Kệ, vào. Lao. Lao mọi người, 395 em giảm giá còn 300.000. Comment số điện thoại để được đặt hàng nào. 395 em giảm còn 300.000. Chức năng của nó là chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe nhá. Nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Đúng rồi, em giảm còn 300.000 nhá. Em giảm nào, để lại số điện thoại đi ạ. Để lại số điện thoại cho em để được đặt hàng và nhân viên bên em sẽ gọi điện. Nếu mà anh em nào hôm nay để muộn thì sáng mai anh em máy cho em. Còn nếu mà để sớm thì nhân viên gọi kịp thì gọi luôn cho anh em luôn tối nay nhá. Chị nào áo vàng nhá, chị nhân viên mới đấy. Nào mọi người để lại số điện thoại để được ưu đãi đi ạ. Anh ơi, comment không trả lời, nhiều comment lắm, có trả lời được đâu. Shop em nằm ở 542 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội và 497 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Giờ ok anh Phú, Trần Phú Quý, 0168 610 2345. Nhanh tay để lại số điện thoại. Lắp đặt thì bên em sẽ gửi số kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt. Anh ơi, GPS có đây nhá, 985.000 ạ. Nào để lại số điện thoại đi ạ. Nào để lại số điện thoại. 395 em giảm giá còn 300.000, miễn phí ra hàng tận nhà. Có xe máy thì lên lắp đến một bộ. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Để lại số điện thoại để được đặt hàng nhá. 1900 một tông và đít nhá. Ói nhiều ghê. Em gọi anh mới nghe. Trời ơi, giọng của em như thế này còn bắt em gọi điện cho mọi người. Nào, comment đi nào. Comment 395 em giảm còn 300.000, miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. Đúng sản phẩm. Anh ơi, em bảo là anh vào ra Lazada mà mua nhá. Trên đấy không có bảo hành đâu. Mua về hỏng rồi kìa anh nhá. Chúc anh may mắn lần sau. Nào mọi người ơi, mọi người comment cho em đi nào. Anh được 30 triệu.
Rồi, ok anh ơi, số nước ngoài không gọi được đâu ạ. Rồi anh báo văn định vị ạ, 09411 41856. Rồi, GPS 985 nhá, 985 ạ. Bảo hành 1 năm luôn. Bộ này em bảo hành 6 tháng này, 395 em giảm còn 300.000 ạ. Đặt bộ, bộ nào thì để lại số điện thoại kèm cho em bộ đó cho em nào. Để lại số điện thoại kèm cho Chiến là tiền nhắn đi cho Dũng đi. Rồi, văn gì? 0963002189. Nhanh tay comment số điện thoại thì mới được mua với giá ưu đãi nhá. 395 em giảm giá còn 300.000 và miễn phí ra hàng. Rồi anh Gina Hát Văn, Hạt Văn, tên không có dấu để em đọc như thế nào thì anh thông cảm cho em nhá. Rồi 0946822786 ạ. Tranh chú tễu nhá. Rồi 395 em giảm giá còn 300.000 nào. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe và tắt xe ấy nhỉ. 1900 một tông và đít, đúng rồi. Nào để lại cho em số điện thoại để được đặt hàng. Rồi anh Nguyễn Thành Trung đặt bộ 300k. Bộ này nhá, có xe máy nếu mà mình lượng tiền trung bình thì mình dùng bộ này cho em cũng được, bảo vệ cho xe mình cũng được. Còn thích mà bộ cao cấp hơn thì định vị cho em. Rồi ok anh Đinh Tuấn đặt bộ định vị ạ. Rồi 0984191135. Bộ này là vừa tiền đấy mọi người nhất. Còn bộ này thì 985 này. Bộ này bảo vệ cho xe chất lượng hơn thì nó định vị được toàn nước Việt Nam mà. Đấy anh Đình Tuấn này, anh Đình Tuấn chú ý nghe máy cho em nhé, 0972745753. Nào anh Việt Tin Banh 01 ấy, anh này nhìn thấy Việt Tin Banh là biết là lắm tiền rồi, mai em gặp anh em rút tiền nhá. 01638631631 ạ. Nào rồi anh Nghĩa Nguyễn đặt bộ gì thì cho em xin tên bộ đó bên cạnh nhá. 0909567675 ạ. Bộ này em giảm còn 300.000 nhá. Để lại số điện thoại thì kèm cho em chữ bộ 300k. Rồi, mỗi một người chỉ comment cho em một lần số điện thoại 300k. Rồi anh Ngô Duy Tân, em nhận được rồi, anh comment hẳn những 3 lần rồi đấy. 395 em giảm giá còn 300.000 ạ. Chức năng của nó là chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe. Mở xe và tắt xe nhé, bảo hành 6 tháng. Nhận được hàng gửi ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Chào anh Trái Tim Trung Tình, chào anh, chào Hao Nhi này. Ổ khóa của mình nhá, vẫn phải dùng ổ khóa cũ mà, không phải thay ổ khóa gì đâu. Hôm nay tất cả ai để lại số điện thoại em miễn phí ship hết. Rồi anh Nghĩa Nguyễn đặt bộ 300 nhá, chú ý nghe máy cho em. Hai admin nữa, bên em đầy nữ, có yêu không em giới thiệu cho. Rồi, rất thuế thế. Công dụng của nó là chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe tắt xe, bảo hành 6 tháng, nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Rồi anh Dù Hân Văn, không có dấu, 0974022132. Anh ơi, tí nữa mà nhân viên chưa gọi cho anh thì sáng mai chú ý nghe máy cho em nhé. Tại vì là em từ đã giờ em bán rất là nhiều người, sợ nhân viên không gọi kịp ấy. Thì tí nữa thì anh không gọi kịp cho anh thì sáng mai chú ý nghe máy cho em nhé. Rồi anh Văn Đức đặt bộ định vị 0166365025. Rồi anh Quang An đặt một bộ ạ, 0944703678. Nào mọi người đặt hàng để đặt số điện thoại. Định vị GPS đây nhé, 985.000 định vị ạ. Còn bộ này em giảm còn 300, bộ này 1.400.000 em giảm còn 985 này. Anh Quang An ơi, em nhận được số điện thoại anh rồi ạ. Nào, bộ định vị này mở xe trên điện thoại, tắt xe trên điện thoại, định vị được xe của mình đang ở đâu trên toàn nước Việt Nam. Ôi dồi ôi, anh Ngô Duy Tân ơi, em bảo này, em bảo rồi anh chỉ comment cho em đúng một lần thôi, không phải comment nhiều đâu, em thấy anh comment quá nhiều rồi ấy. Tí nữa nhân viên bên em lại mất công ngồi xóa đi ạ. Có bộ đi GPS này anh ơi, 985.000 nhá. Anh ơi, admin nữ bên em nhiều lắm. Em xin nhắc lại bộ định vị nhá, mở xe trên điện thoại, tắt xe trên điện thoại, định vị được xe của mình đang ở đâu trên toàn nước Việt Nam. Và hàng rào bảo vệ, ví dụ bây giờ mình cài đặt hàng rào bảo vệ là 100km. Nếu xe đi quá 100km, xe sẽ tự động dừng hẳn. Đúng rồi, định vị của Viettel nhá. Cái này được tặng SIM nhá, anh em không tin ra Viettel mà xem. Bộ này ngoài Viettel là 1.400.000. Hôm nay ai đặt hàng em giảm giá còn 985.000. Để lại số điện thoại. Hãng Viettel nhá. Khổ quá cơ, SIM đây. Anh Thanh Hải đặt GPS ạ. Rồi, ai đặt để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị nhá. Anh Thanh Hải 0169800432. Bộ này em bảo hành 1 năm luôn nhá. Chị Hiến sang bên kia rồi. Em có sang chị Hiến xem bên kia thì xem. Nào bộ này là 395 em giảm giá còn 300 nhá. Ai đặt bộ 300 có định vị đây, em vừa tư vấn định vị cho mọi người này. 985 này.
Còn bộ này cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Nào, bộ này là 395. Rồi ok, anh Hữu Khả, Nguyễn Hữu Kha đặt bộ định vị ạ. À, Phương Chó đặt bộ nào anh ơi? 09, số đẹp quá. Dạ, con đang live stream ạ. Rồi thôi mẹ nhá. Rồi, ai đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị nhá. Cái này là vừa cho xe máy vừa cả cho ô tô, còn bộ này chỉ cho xe máy thôi nhá. Rồi ok, anh Góc Khuất đặt định vị nhá. Định vị 1.4 triệu, em giảm 985.000 nhá. Bảo hành 1 năm luôn ạ. Ai đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị nhá. Còn bộ này là khàn lắm quá. Ai lại gọi đây? Tota, ok, Phương Chó là Tota. Cho anh một bộ để lại số điện thoại lại cho em nào. Để lại số điện thoại để được đặt hàng ưu đãi nhá. Để lại số điện thoại để được đặt hàng ưu đãi ạ. 395 em giảm còn 300.000. Ok, đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị nào. Để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị. Đặt bộ Tota để lại số điện thoại kèm cho em chữ Tota nhá. Nào, anh ơi em yêu chị luôn ạ. Thôi nhá. Nào, ai đặt định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị ạ? Bé bé. Còn bộ này là 395 em giảm giá còn 300. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe ở các xe, lắp đặt cho tất cả các dòng xe máy, bảo hành 6 tháng, nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. Bộ này em giảm còn 300 này, còn bộ này là 985.000 định vị nhá. Có hướng dẫn lắp đặt trên ô tô mà anh. Cho anh bộ để lại nào, mọi người nhanh tay comment số điện thoại nào. Nhanh tay comment số điện thoại để được ưu đãi nào. Kèm cho em tên bộ đó cho em nhá. Mắt cú có inbox cho shop giúp em ạ. Nào mọi người đặt hàng để lại cho em số điện thoại nào. Cho anh một bộ à. Không bán. Không bán cho anh Toản đâu nhá. Hôm nay nói ngọt ngào thế, khổ quá cơ. Nói từ nãy giờ rác hết họng rồi nên là bây giờ chỉ ngọt ngào. Còn nhiều người xem mất. Anh em nhanh tay để lại số điện thoại nào. 395 em giảm giá còn 300.000, miễn phí ra hàng tận nhà. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Còn bộ định vị ai đặt định vị không ạ? Ai đặt định vị không? Cái này không phải thay ổ khóa nhá. Nếu mà muốn sử dụng chìa khóa ở bên em thì mình đánh cạnh cho em giống như chìa khóa zin là mình sử dụng được luôn. Còn nếu mà không muốn sử dụng chìa khóa của bên em thì mình sẽ để nguyên về cho em. Anh lấy định vị để lại số điện thoại kèm cho em chữ định vị anh ơi. Nào nhanh tay để lại số điện thoại nào. 395 em giảm giá còn 300.000. Bộ này 1.4 triệu em giảm giá còn 985.000 nhá. Để lại đi nào mọi người ơi. Để lại số điện thoại để được ưu đãi nào. Không bán cho anh à? Không bán là không bán cho anh. Riêng anh em không bán luôn. Nào mọi người anh. Mọi người để lại cho em đi nào. Để lại để được ưu đãi nhá. Xong thì anh qua bên rồi à? Em ở bên công ty ấy. Hai anh em đi luôn. Vâng. Xe thì em lại vứt cho anh đi rồi. Nào, ai đặt hàng để luôn, giao tận nhà luôn nhá. Nào, khoe cho mọi người biết đã. Xem có đẹp không đã. Xấu thế. Cái mặt này xấu thế. Tiến ơi, live stream đi, anh chia sẻ cho. Dũng như anh chia sẻ. Nào ai đặt để luôn nhá. Tại vì em chuẩn bị em kết thúc đây. Ai đặt thì để luôn. Comment cho em số điện thoại. Comment cho em số điện thoại để được đặt hàng. Máy bị đơ rồi. Nào ai đặt để luôn nào. Để luôn số điện thoại lại cho em đi. 395 em giảm giá còn 300.000 nhá. Miễn phí ra hàng tận nhà, nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền. Đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền nhá. Đúng sản phẩm cho em mới gửi tiền, bảo hành cho mọi người trong vòng 6 tháng, nhận được hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm cho em gửi tiền 300.000. Chức năng chống trộm, chống cướp, đề xe từ xa, tìm xe trong bãi, mở xe và tắt xe nhá. Nào mọi người comment đi nào. Cho mình một bộ không bán. Nào ai đặt nữa không ạ?
295 em giảm giá còn 300.000 miễn phí ra hàng tận nhà nào. Nhận hàng mở ra kiểm tra đúng sản phẩm gửi tiền nhá. Nhớ phải đúng sản phẩm vào, không đúng là không nhận tiền, à không không lấy hàng. Đó ơi. Đấy em vừa đăng ảnh này. Anh Quỳ đấy. Ê. Nói đây, vào đây nói chuyện. Đi không muộn. Bye bye mọi người, em kết thúc đây. Rồi. Em đi xe này. Biết cũng đi vô tư. Đi vô tư á? Ui, xe tay cô này. Rồi anh Lê Di Sơn nhá, chú ý ghé lại cho em nhá. Nhiều người xem luôn, không muốn kết thúc luôn ý. Đấy, cái bộ này là 980. Mới đủ xong chưa? Bé anh cái tiền, không có tiền này, đi uống rượu đã. Nhớ đủ hộ anh xong nhá. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Hẹn gặp lại anh em vào buổi một ngày đẹp trời nhất nhá. Quan đèo cái ảnh nó không đi xe đâu. Goodbye anh em. Xe nó cao đấy.